mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những tin tức đáng chú ý ngày hôm nay. Theo tin bão mới nhất, bão Krathong, Julian theo tin Philippines, sáng 30 tháng 9 đã mạnh lên gần cấp siêu bão, gây biển động dữ dội. Bản tin dự báo bão của Cục Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines, PAGASA cho biết, vào hồi 7 giờ ngày 30 tháng 9, vị trí tâm bão Julian ở vào khoảng 19,9 độ Vĩ Bắc, 122,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển ven bờ của Balitan, Calayan, Cagayan. Sức gió mạnh nhất gần tâm bão 175 km/h, cấp 15, giật lên đến 215 km/h, cấp 17, cấp siêu bão, và áp suất trung tâm là 940 HPA. Trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 10 km/h, gió mạnh mở rộng ra ngoài tới 560 km từ tâm bão. PAGASA đã ban hành tín hiệu số 4 về gió bão, cấp cao nhất, cảnh báo sức gió từ 118 đến 184 km/h, đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng và tài sản ở phía bắc quần đảo Babuyan, Calayan. Tín hiệu số 3 về gió bão, 89 đến 117 km/h, cũng được đưa ra ở phần còn lại của quần đảo Babuyan và phần đông bắc của đất liền Cagayan, Santa Ana. Trong 24 giờ tới, biển động rất mạnh, với sóng cao lên đến 14m trên bờ biển Batanes, sóng 10m trên bờ biển của quần đảo Babuyan, sóng 5m trên bờ biển phía bắc của đất liền Cagayan và phần bờ biển còn lại của Ilocos North, tối đa 4m trên bờ biển còn lại của Cagayan và bờ biển Ilocos Sur. PAGASA cho biết, Julian có thể mạnh lên thành siêu bão trong ngày 1 tháng 10. Sau đó, Julian sẽ chuyển hướng chủ yếu về phía đông bắc hướng đến Đài Loan, Trung Quốc vào ngày 2 tháng 10 và bắt đầu suy yếu do địa hình gồ ghề ở đó. Julian là cơn bão nhiệt đới thứ 10 của Philippines trong mùa bão 2024 và là cơn bão nhiệt đới thứ 6 chỉ tính riêng trong tháng 9. Ngày 30 tháng 9, Đài Loan, Trung Quốc đã ban hành cảnh báo trên đất liền trước khi bão Krathong đổ bộ ở bờ biển phía tây đông dân của hòn đảo này, mang theo mưa như chút nước và gió mạnh. Đài Loan, Trung Quốc thường xuyên hứng chịu bão, nhưng bão thường đổ bộ dọc theo bờ biển phía đông, nhiều núi và thưa dân hướng ra Thái Bình Dương. Cơ quan khí tượng Đài Loan CWA dự báo, bão Krathong dự kiến đổ bộ vào thành phố cảng Cao Hùng vào sáng sớm ngày 2 tháng 10, sau đó di chuyển qua mũi đất phía dưới của Đài Loan, Trung Quốc và đi ra Thái Bình Dương. Theo Tropical Storm Risk, cơn bão dự kiến sẽ mạnh thêm nữa thành siêu bão với sức gió mạnh hơn 220 km/h, tác động đang ngày càng lớn hơn. Jen Huang, nhà dự báo thời tiết tại CWA, chỉ ra các mối đe dọa đối với phía Tây Nam Đài Loan, Trung Quốc và nói thêm rằng hiếm khi một cơn bão mạnh như vậy lại tấn công trực tiếp vào đồng bằng phía Tây của hòn đảo này. Chính quyền Đài Loan, Trung Quốc cho biết hơn 1.000 thuyền cao su và 2.200 binh lính đang túc trực trên khắp hòn đảo, bao gồm cả bờ biển phía đông, nơi dự kiến sẽ có lượng mưa lớn lên tới 1.300mm trong những ngày tới. Các chuyến tàu đến các đảo xa bị hủy và một số chuyến bay nội địa bị gián đoạn. Vào tháng 7, bão Gemi đã khiến ít nhất 11 người thiệt mạng ở Đài Loan, Trung Quốc. Julian là cơn bão nhiệt đới thứ 10 của Philippines trong mùa bão 2024 và là cơn bão nhiệt đới thứ 6 chỉ tính riêng trong tháng 9. Cơn bão nhiệt đới khác mà PAGASA đang theo dõi là cơn bão có tên quốc tế là Gemi, dự kiến sẽ không đi vào khu vực dự báo của Philippines, PAR. Phát hiện quả đồi Na Khà ở thị trấn Mường Lát, Thanh Hóa nứt toác. Chính quyền địa phương đã nhanh chóng di rời khẩn cấp 21 hộ dân và tài sản đến nơi an toàn. Ông Ngân Trọng Hiệp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Mường Lát cho biết, đến ngày 29 tháng 9, địa phương đã di rời 21 hộ dân tại khu phố Na Khà ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở. Trước đó, chiều ngày 26 tháng 9, người dân phát hiện trên đồi Na Khà xuất hiện nhiều vết nứt lớn. Vị trí nứt nằm ở phía sau khu nhà dân thuộc tổ dân phố Na Khà. Qua kiểm tra, phần ta luy dương có cung trượt với chiều dài khoảng 400m, độ rộng vết nứt từ 30 đến 50cm. Khối lượng đất đá đang có hiện tượng xê dịch làm hư hỏng đường bê tông của khu phố và bờ kè đá của nhà văn hóa. Trước thực trạng trên, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 5, Quân khu 4, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Tén Tần cùng các lực lượng đã cử cán bộ, chiến sĩ xuống phối hợp với chính quyền địa phương
tổ chức sơ tán 21 hộ với 101 nhân khẩu nằm trong khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đến nơi an toàn. Tại một số ngôi nhà, lực lượng chức năng cùng chính quyền thôn, xã và người dân đã chủ động tháo dỡ nhà, sơ tán tài sản để tránh thiệt hại trong trường hợp xảy ra sạt lở núi. Di dân chỉ là phương án trước mắt. Để đảm bảo an toàn lâu dài cho các hộ, chính quyền đã đề xuất cấp trên quy hoạch xây dựng khu định cư ở vị trí khác, ông Hiệp cho hay. Sạt lở đất đá trên đồi đe dọa nhà dân ở huyện Thạch Thành, Thanh Hóa, khiến chính quyền địa phương phải di rời hàng chục hộ dân đến nơi an toàn. Mưa lớn những ngày qua đã khiến đồi đá bàn ở xã Thành Trực và đồi ở phố khu Lâm Thành, thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành xuất hiện nhiều điểm sạt lở trên đồi cao, đất đá, cây cối sạt xuống khu vực dân cư, ngay tường nhà dân. Chính quyền địa phương đã phải căng dây, cắm biển cảnh báo và di rời người dân đến khu vực an toàn. Anh Đỗ Viết Thịnh, chú thôn Chính Thành, xã Thành Trực cho biết, mưa lớn kéo dài nhiều ngày dẫn đến tình trạng sạt lở đất từ trên đồi xuống, xuất hiện nhiều vết nứt kéo dài phía sau nhà, khiến người dân vô cùng lo lắng đến tính mạng và tài sản. Hiện tại, người dân đã được chính quyền sơ tán đến nơi an toàn. Còn chị Đỗ Thị Thúy, khu phố Lâm Thành, thị trấn Kim Tân cho hay, từ chiều qua và sáng nay, gia đình đã phải nhờ hàng chục người đến để di rời tài sản đến nơi an toàn. Gia đình cũng sơ tán sang nhà bên cạnh để tránh sạt lở đất đá. Cũng theo nhiều người dân, sạt lở, nứt toác quả đồi có thể ập xuống khu dân cư bất cứ lúc nào nên họ đã chủ động sơ tán để đảm bảo an toàn. Người dân địa phương cho hay, tình trạng sạt lở bắt đầu từ sáng qua, 22 tháng 9. Theo thống kê của Ủy ban Nhân dân huyện Thạch Thành, đã di rời 25 hộ dân với 70 nhân khẩu ở xã Thành Trực, 15 hộ với khoảng 40 người dân ở thị trấn Kim Tân, tại xã Thạch Tượng cũng đã sơ tán 4 hộ dân. CEO Nguyễn Phương Hằng giao bán nhẫn kim cương 1.000 tỷ giúp bà con ảnh hưởng bão lũ. Tối ngày 29 tháng 9, bà Nguyễn Phương Hằng, CEO công ty dịch vụ Đại Nam đã có buổi giao lưu đặc biệt với hàng nghìn người tại trường đua thuộc khu du lịch Đại Nam. Trên sóng trực tiếp, bà đã tuyên bố ủng hộ 10 tỷ đồng giúp bà con bị ảnh hưởng bão lũ, đồng thời giao bán chiếc nhẫn kim cương khủng nhằm mục đích tương tự. Bà Hằng cho biết số tiền này sẽ được gửi trực tiếp đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để hỗ trợ những người dân đang phải đối mặt với khó khăn do thiên tai. Bà Nguyễn Phương Hằng chia sẻ, tôi rất vui mừng và hạnh phúc khi được quay trở lại cuộc sống thường nhật và điều hành các hoạt động của công ty. Hơn hết, tôi cảm thấy có trách nhiệm khi giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn sau những trận bão lũ. 10 tỷ đồng này là sự đóng góp từ tấm lòng của tôi và chồng tôi, ông Huỳnh Uy Dũng, với mong muốn chia sẻ nỗi đau của người dân. Ngoài ra, CEO Nguyễn Phương Hằng còn gây ấn tượng mạnh khi tuyên bố, nếu bây giờ có ai sẵn sàng bỏ ra 1.000 tỷ đồng để mua chiếc nhẫn kim cương này, tôi sẽ ngay lập tức gửi toàn bộ số tiền đó vào Quỹ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tôi xin hứa danh dự sẽ cống hiến trọn vẹn số tiền này cho công tác từ thiện. Tại buổi giao lưu, bà Nguyễn Phương Hằng cũng không ngần ngại chia sẻ về những cảm xúc và lý tưởng sống của mình. Tôi luôn tâm niệm rằng cuộc đời này sống là phải giúp đời, giúp người. Đây chính là động lực, là giá trị sống mà tôi và ông Huỳnh Uy Dũng luôn theo đuổi. Mỗi người trong chúng ta đều có trách nhiệm đóng góp cho xã hội, đặc biệt là trong những thời điểm khó khăn. Ông Huỳnh Uy Dũng, chồng bà Nguyễn Phương Hằng cũng khẳng định sự ủng hộ tuyệt đối dành cho vợ mình. Phát biểu trước đông đảo khán giả, ông Dũng nói, tôi ủng hộ vợ tôi cả hai tay vì tất cả những gì chúng tôi làm đều vì người nghèo, vì đồng bào đang gặp khó khăn sau cơn bão lũ. Trước đó, ông Huỳnh Uy Dũng cũng đã ủng hộ 5 tỷ đồng cho Quỹ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để giúp đỡ đồng bào miền Bắc sau cơn bão số 3. Ngoài việc ủng hộ tài chính, buổi giao lưu còn có sự tham gia của hàng nghìn người dân và du khách. Bà Nguyễn Phương Hằng không chỉ trò chuyện mà còn liên tục trình diễn các ca khúc do bà tự sáng tác trong thời gian bị tạm giam. Bà Hằng cũng khéo léo kêu gọi khán giả ủng hộ cho chương trình quyên góp từ thiện. Trong khuôn viên khu du lịch Đại Nam, nhiều thùng quyên góp đã được đặt sẵn để người dân có thể dễ dàng tham gia ủng hộ cho đồng bào miền Bắc. Trong đêm đầu tiên tại Đại Nam,
bà Nguyễn Phương Hằng đã kêu gọi quyên góp cho đồng bào vùng lũ và nhận được sự ủng hộ từ khán giả với tổng số tiền là 797 triệu đồng. Trước đó, bà Nguyễn Phương Hằng đã quyết định mở cửa miễn phí toàn bộ khu du lịch Đại Nam trong thời gian 4 ngày, tạo điều kiện cho người dân từ khắp nơi có cơ hội tham quan, vui chơi và sử dụng miễn phí các dịch vụ tại khu du lịch Đại Nam. Lưu ý quan trọng khi di chuyển qua cầu phao Phong Châu. Vào 10 giờ 30 ngày 29 tháng 9, cầu phao thay thế tạm thời cầu Phong Châu đã được lắp đặt thành công. Từ ngày 30 tháng 9, người dân có thể lưu thông qua cầu phao từ 6 giờ đến 20 giờ hàng ngày. Công an tỉnh Phú Thọ phát đi thông báo về việc di chuyển qua cầu phao. Cụ thể, các phương tiện xe thô sơ, xe máy, xe gắn máy, mô tô ba bánh được phép lưu thông hai chiều, vận tốc không quá 5 km/h. Đối với ô tô, chỉ cho phép ô tô con, xe bán tải lưu thông một chiều khi qua cầu. Thời gian mỗi chiều lưu thông 10 phút, khoảng cách giữa các xe trên cầu không dưới 30 mét, vận tốc không quá 10 km/h. Vào 9 giờ hôm qua, ngày 29 tháng 9, lực lượng thuộc Lữ đoàn 249, binh chủng công binh lắp cầu phao nối hai huyện Lâm Thao và huyện Tam Nông. Lữ đoàn 249 là đơn vị chủ trì, phối hợp với các lực lượng triển khai Bắc nối thông cầu phao PMP 60 tấn, bảo đảm giao thông cho người dân hai bên bờ sông Thao, vị trí bắc cầu ở phía hạ lưu, cách địa điểm cầu Phong Châu bị sập khoảng 300 mét. Sau khoảng 90 phút, các lực lượng đã triển khai khớp nối, lắp ghép các pha nhịp lại và cố định để tạo thành chiếc cầu phao hoàn chỉnh. Khi hoàn thành việc bắc cầu, đơn vị tổ chức thông xe kỹ thuật, kiểm tra, hiệu chỉnh kỹ thuật, hoàn tất các công đoạn để ngày 30 tháng 9 sẽ thông xe phục vụ nhu cầu đi lại trước mắt của người dân. Trước đó, sáng ngày 9 tháng 9 xảy ra vụ sập cầu Phong Châu, sập trụ T7 và nhịp N6, N7, khiến nhiều phương tiện đang di chuyển trên cầu rơi xuống sông và 8 người mất tích. Trong những ngày qua, lực lượng chức năng đã tìm thấy 4 thi thể và đang nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích. Mới đây, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Thọ Trần Hoài Giang đã ký văn bản đề xuất phương án đầu tư xây dựng cầu Phong Châu mới trên quốc lộ 32C, với quy mô 4 làn xe cơ giới, 2 làn xe thô sơ với tổng kinh phí 875 tỷ đồng. Theo đó, sau quá trình khảo sát, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Thọ đề xuất vị trí xây dựng cầu Phong Châu tại vị trí cầu Phong Châu cũ, km 18+300, quốc lộ 32C. Tổng chiều dài dự án khoảng 1 km, trong đó cầu Phong Châu mới có chiều dài 0,4 km. Đường dẫn đầu cầu Phong Châu kết nối với tuyến đường giao thông liên vùng, chiều dài 0,6 km. Về phương án thiết kế, cầu Phong Châu mới và đường dẫn đầu cầu Phong Châu được thiết kế đảm bảo phù hợp với quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021-2030. Tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào năm 2023. Trong đó, cầu Phong Châu mới được thiết kế theo phương án cầu đúc hẫng cân bằng và dự ứng lực. Bề mặt rộng toàn cầu là 21,5m, gồm 4 làn xe cơ giới, 2 làn xe thô sơ, giải phân cách, giải an toàn và lan can cầu. Đường dẫn đầu cầu Phong Châu kết nối với tuyến đường giao thông liên vùng có chiều dài 0,6 km, được thiết kế nâng cấp, mở rộng, đảm bảo quy mô đường cấp 3 đồng bằng, tốc độ thiết kế 80 km/h. Tổng mức đầu tư xây dựng là 875 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách trung ương.